Má, này đông khách ghê, má sửa sáng giờ mẹ u mặt u đầu. Ôi, có tiền được rồi. Tiền gì ông ơi, mẹ làm cái này là mệt không? Nghe khách hả? Nghe khách mà mai nó đồ rất là cô mắc luôn, nhìn được khách vậy. Ủa sao không xe mở cái tủ khách này? Làm gì có gì, làm mấy tháng là có gì.